khán giả quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng thành công. Ngọc Anh và mẹ Mai thì đang đứng ở trong phòng VIP của tầng 2. Và trong phòng VIP tầng này thì được trang trí bằng một bộ gỗ mun. Bộ này là bộ công phượng bằng gỗ mun rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay thì Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế đơn giản hơn để, nhưng mà rất là tinh tế và cũng rất sang trọng. Bộ bàn ghế này thì được làm bằng gỗ cẩm lai và được gọi là bộ bàn ghế vuông Nhật, gồm 10 món và rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là tinh tế và sang trọng. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh rất là vui mừng khi lại gặp lại quý khách ngày hôm nay. Hôm nay thì với một bộ bàn ghế mẫu sang trọng của Nhật này và với các cái đường nét vô cùng là tinh tế, với những cái phong cách gọi là tối giản thì Ngọc Anh rất là thích. Ngọc Anh bảo là con rất là ít khi, nhà mình có bao nhiêu năm làm đồ gỗ mà con ít khi thấy được những cái bộ đơn giản mà thoáng như thế này. Đặc biệt là cái gỗ cẩm lai thì nó cứng mà nó chắc và cái màu của nó là một cái màu rất là khỏe, nó màu hạt rẻ, gỗ tự nhiên. Thế và khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì nó vừa sang trọng vừa tinh tế, nhưng mà nó làm cho cái phong cách nhà mình nó tự nhiên, nó thoáng, nó rộng hẳn luôn. Bởi vì cái tựa của mấy cái ghế cũng như là cái đi văng kia thì nó có cái sự thoáng, khi mà mình nhìn từ chỗ ghế bên này sang bên kia thì nó có thể nhìn thông suốt được sang thẳng bên cái không gian, cái tầm mắt của nó phóng thẳng ra, nó làm cho không hạn chế được cái tầm nhìn. Nên là khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì nó rất là thoáng cũng như là nó đẹp ở cái độ tinh tế cũng như là độ sang trọng cũng như là độ thoáng của nó. Và nó rất là phù hợp với những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ mà có phong cách giản dị như là Nhật hoặc là như tính Ngọc chẳng hạn, đơn giản, giản dị thì sẽ rất là thích cái kiểu này. Nên khi mà đặt để cái bộ bàn ghế này vào trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy vừa cái sự sang trọng cũng như là sự đơn giản, tối giản của nó, nhưng mà nó vẫn trang hoàng được cái ngôi nhà của mình, mang được phong cách hiện đại của Nhật nhưng mà lại vừa thoáng vừa gọn, lau chùi thì dễ dàng. Giá của nó đang là 350 triệu. Nếu như mà quý khách mà quan tâm những cái kiểu đơn giản gọi là hạnh phúc ở trong sự tĩnh lặng thì hãy quan tâm đến bộ bàn ghế này cẩm lai mẫu Nhật và 10 món, 4 ghế, 1 đoàn, 1 bàn, 4 đôn. Nếu như mà quý khách mà thích những cái kiểu của Nhật hoặc là cái ngôi nhà của mình nó vuông vắn, hoặc đặt để ở những ngôi nhà như là nhà ống hay là những nhà mà hình chữ Nhật thì đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời. Kính chúc quý khách năm 2022 tràn đầy năng lượng, bình an và thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công. Và nếu quý khách có yêu thích những sản phẩm và những phong cách đơn giản và hiện đại và tinh tế như là bộ bàn ghế này thì hãy đến với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, hoặc là có thể gọi điện tới số 0912298044 hoặc là 0972514668 để được tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào.